Dạ, thì sự là con rất cảm ơn dì. Con rất cảm ơn dì đã giúp con đứng ra giải quyết nợ nần. Con cảm ơn dì lắm 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 luôn á. Nhưng mà con thấy vậy nè dì, tại sao mình phải trả lắt nhắt chi cho cực vậy? Mình không giải quyết một lần luôn cho nó lẹ. Mình chia gia tài đi. Gia tài gì mà con đòi chia? Gia tài của bà nội con nè. Bây giờ vậy ha, mình sẽ chia làm 4 phần. Một phần cho vợ chồng con, một phần của con Bảo Anh, một phần Bảo Châu, một phần Bảo Minh. Đà, xong. Nếu như mà dì thấy tụi nhỏ sợ là nó không quản lý được thì đây, thằng anh tụi nó làm gì? 4 phần hả? Vậy còn phần gì đâu? Tiệm cơm này sẽ là của dì. Nếu dì thấy chưa đủ thì con nói tụi nó mỗi đứa góp thêm một chút nữa đưa thêm cho dì. Tiệm cơm chưa đủ, dì muốn chia 2/3. Con thích gì như vậy nè? Rạch ròi đâu đó đàng hoàng. Mình tham mình phải cho người ta biết mình tham. Chưa thật mà. Tham có bằng con không? Giả vờ làm ăn thua lỗ để nói nội cầm cố căn nhà này cho con. Dì nói gì vậy? Dì nói vậy là dì vu khống con à? Chính tai dì đã nghe con nói chuyện với chị gái con đó. Cô có bằng chứng không? Mẹ, những gì cô nói nãy giờ chỉ là từ miệng của cô, biết là thiệt hay là giả? Mẹ con nói đúng. Dì có bằng chứng không? Mình nói cái gì á, mình phải có giấy trắng mực đen cái gì. Dì nói miệng không à, sao người ta tính vậy? Con nói đúng lắm. Chuyện gì cũng cần phải có bằng chứng, đúng không? Chú Khang nói chỉ cần bắt được đám đến đòi nợ thì sẽ biết ai là người sai chúng nó đến quậy phá. Còn vụ mất tiền á, sáng nay chú Khang sẽ đến công ty con để điều tra đó. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt.